Đây, nguyên liệu hôm nay mình chế biến món canh chua nấu với lại cá trê các bạn. Cá trê không đâu nha. Đây, giờ mình sẽ nấu với lại bắp chuối nè, với lại rau muống và bông súng nha các bạn. Mình hôm nay mình nấu với lại cơm mẹ chứ mình không có nấu me nha. Cơm mẹ nấu canh chua với lại bắp chuối. Chuối mình bắt lại gọi là hoa chuối các bạn. Với lại rau muống và bông súng. Đây còn mấy con nhỏ nhỏ mình cắt ra mình kho các bạn, kho tiêu. Cái này là bà xã mình kho, cho nên mình kho nha. Trời ơi nhìn hấp dẫn cực kỳ luôn. Đây cơm mẹ mình mua ở chợ các bạn, mua 2 bịch. Đổ cơm mẹ ra xong bắt đầu mình dế nước sôi nước chín á, dế vào nước ấm á, mình quậy nó lãng ra, mình lật lại, mình lấy nước thôi. Chuối. Tí tôm hơi nhỏ rồi. Rồi ok. Bắt nước lên. Nước này mình nấu sôi bị chảy vô. Chảy vô xong mình quậy lên các bạn. Quậy lên cho nó đều ra. Dầu nóng lên rồi, sau đây mình bỏ hành với tỏi vô thì làm cái thớt vô. Thì này các bạn, mình để cho nó thơm nha. Sau đó mình bỏ cá vô, mình chán qua một cái cho nó bớt cái mùi tanh đi, bớt nhớt đi, bớt mùi tanh đi. Là bắt đầu mình cho nước vô nấu canh nha các bạn. Được chưa? Vô nha. Wow, thơm quá. Nó tái tái lại rồi cho nước vô rồi. Nó sẽ lấy đi cái mùi thơm của cá. Ok, rất là ngon luôn. Rồi. Giờ bắt đầu cho nước vô nha các bạn. Đây. Vừa nhập cá thôi. Đây. Đây là cơm mẻ mình à. Đây là cơm mẻ mình chế nước ấm lên, nước chín vô. Mình quậy cho tan ra hết xong mình lấy cái lược, mình lược lại các bạn. Lược lấy nước thôi. Còn cái xác mình bỏ đi. Nếm thử cái chua không? Nếm thử đi. Để mình biết đường này lưa một tí xíu rồi mình lượt vô vừa đủ cái rau này là rau nêm canh chua nha. Mình không cần phải sắc nhuyễn lắm đâu nha. Cho nên mình chưa mình sắc cho nó dày dày tí xíu cho nó thơm. Okay.
sau khi nó sôi lên đó, mình thấy có cái bọt 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 lăn tăn trên đây nè, mình vớt bỏ như cái nha, cho nó đừng có đen cái nồi canh đó, nước đừng có đen á. Bỏ đi. Wow, cá ngon quá. Tí nữa tí xíu nó gấp lấy cải ra luôn. Cái gì vậy? Cải. Còn đây là bắp chuối nè cả nhà. Bắp chuối khi mà mình tách nó ra. Cái này anh ngâm nước chanh. Nó nhỏ lại hả? Mình ngâm nước chanh nha cả nhà. Xong rồi bỏ vô miếng muối để cho cái bắp chuối nó không có đen. Đó là cái mẹo nó rất là giữ chuối trắng rất là hay luôn á. Bỏ thành phần còn rau muống với bông súng nữa là xong. Cắt ra đi, lọc bông súng ra đi. Bông súng nó tí bỏ ra sau đi, sau cùng đi. Rồi muốn để vậy luôn hả? Muốn để vậy luôn, lật ra rồi mà. Ngán rồi. Ok. Yeah. Nhờ vớt bọt đi. Chính thì mình gấp ra nha cả nhà. Mình gấp ra mình bỏ rau vô để nó không có phải nát cá đâu. Tí xíu mình ăn mình bỏ vô cho lại. Trời ơi nhìn hấp dẫn quá. Đá thịt rất là ngon nha cả nhà. Chắc lắm luôn á. Nhiều lắm luôn, hai con nhiều kinh khủng luôn. Cá chơi có trứng. Rồi, bây giờ mình cho rau thơm lên. Cho rau thơm lên cá nha cả nhà. Giờ này để cho nó bắn, cho nó bắn thì tâm đi. Thơm cá. Đây. Bây giờ nước sôi mình cho cho mẻ nước mẻ vô. Rồi mình cho nước mẻ vô nha nha. Rửa tô đi. Lấy muỗng quậy lên bỏ tô xuống. Rất là hấp dẫn luôn cả nhà ơi, quê luôn. Ok. Quậy lên em thử đi. Bây giờ mình cho thêm một ít cà rô vô. Xíu thôi, ít thôi. Sợ nó mặn hẳn. Đường. Cho vô muỗng đường nha cả nhà. 2-3 muỗng này canh chua nó phải tầm 2 muỗng. À ok. 2 muỗng nha cả nhà, 2 muỗng cà phê, 2 muỗng ăn canh á. Cho vô cái nước mắm luôn. Ít thôi. Rồi sau khi mình nêm cái gia vị xong rồi, bây giờ mình nếm thử nha cả nhà nha. Nếu nó vừa ăn thì thôi, còn nếu không vừa mình nên tiếp tục nha.
Hành chua hả? Nhưng hành chua nấu chua vậy nó ngon. Rồi bây giờ cho bắp chuối vô nha. Sâu thì sâu rồi, nó đang á. Rớt bọt ra. Để ra miếng đen. Hình như ít nước không thêm nước không mày? Nấu chắc được rồi. Nấu ai ăn đâu mà nóng nhiều quá trời. Rồi bỏ bắp chuối thôi đi. Yeah. Bắp chuối này ba có kinh nghiệm rồi, mai mốt rồi ba phải xắt cho nhỏ ra. Nhỏ hả? Bỏ ra đi, bỏ ra đi. Cái nhỏ này mẹ ra nhỏ thôi chứ gì đâu. Đổ ra đi. Bắp chuối mà mình cho miếng chanh vô nó không có ra đen. Rồi bây giờ mình đợi cho sôi lên cái mình bỏ bao súng dưới gông cái muối vô đó là ok nha cả nhà. Rồi bây giờ sôi lên rồi mình cho muối vô nha cả nhà nha. Cho muối xong mình cho bông súng vô đó là ok. Muối vô không được không đi. Rồi mình trộn đều lên. Rồi mình để cho nó sôi lên một lần nữa, mình cho rau thơm vô là ok nha. Rồi cho cá vô nha cả nhà nha, cho cá vô trở lại là mình nhắc xuống thôi, bắt đầu chín rồi. Rồi cho rau vô nữa là xong, cho rau thơm nữa cả nhà nha. Thế là ta có được một nồi canh chua cá trê nấu với lại bắp chuối nha cả nhà. Ok. Wow, quá tuyệt vời. Này đi, mà mình có đủ đồ chua cho này. Đây đi bà. Mày chụp một cái, chụp luôn cái tấm hình của anh ngoài á. Tấm hình là cái nồi chất thò luôn á. Chịu. Ai xem bà cả nhà nha.
Ngon cực kỳ. Ngon. Nó giòn á, thơm một cái mẻ. Cái lẩy mùa nó thơm cực kỳ luôn. Quá đã luôn. Ngon quá cái này. Thôi bây giờ mình tắt máy cho nhớ này nha.